tưởng bạn cửa hả? Câu này nhắc chúng ta hổng thuộc là chú cặp con rồi chú quốc gần tới đã bài luôn. Dạ, nhỏ khi dâm nhất đoạn 2 để con mình chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Vì nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người đấy. Trong người.